Và bây giờ anh cần tư vấn cho anh xem cái loại đèn nào là để ở giường ngủ, ở phòng bếp, phòng ăn. Thì em có thể tư vấn cho anh xem nào được không? Và xem bây giờ những cái hoặc là trải ở dưới nền có các loại thảm nào không? Em có, đây là cũng là mẫu thảm của Ba Tư. Thảm Ba Tư à? Đây anh có thể review xuống đây sâu thế nào? Thảm Ba Tư thì có truyền thống là thảm bay rồi ạ. Thảm bay. Mọi người rất là biết là cái thảm Ba Tư thì làm nó cũng là Thôi một xin cái phép anh nền, em mà cho tôi cởi cái áo ra, nóng quá. cũng là một cái nền văn hóa của Ba Tư rất là đặc sắc và có tiếng ở trên thế giới. Nói đến thảm Ba Tư thì là nói đến cái thảm của người người giàu và cái sự tinh tế nó cũng là khác biệt luôn ạ. Thì ở trên này thì có cái thảm Ba Tư là về thảm có hai mẫu, một mẫu thảm là về lông thú, thì ở đây là toàn bộ là Cái này lông bằng thú chất luôn. liệu lông thú gì em? Cái này là lông cừu. Cái này là thảm lông thú, còn bên dưới này thì em có cái mẫu thảm mà chỉ là chất sợi không, thì không Sợi. có, vâng, không có lông thú. Cái này nó có bị đối với lại nhiệt độ cái môi trường Việt Nam mình nhé, nhất là miền Bắc mình nó hay bị ẩm thấp ấy, Thấp đấy. thì nó có bền không? Cái này thì bên em hàng bảo hành 10 năm. Bảo hành 10 năm. Vâng. Nó không bị, nó khác biệt là không bị hút ẩm hoặc là bị hỏng như các cái loại ẩm thảm bình thường ở Nó trên thị bị trường. có bị mùi không? Bắt mùi không? Không ạ, không bị bắt mùi ạ. À. Vâng. Cái này thì không bị bắt mùi. Và hơn nữa là cái thảm của Izan thì khi mà ví dụ như là khi mà mình nhìn từ các góc ấy thì đều có theo hướng độ màu 3D. Nếu mà À, mình nhìn ở nhìn các góc khác các nhau. góc là À, đúng sẽ rồi. ra Đúng cái rồi hình nhỉ? khác nhau. Đúng rồi, đứng góc này thì nó lại màu khác này. Vâng. Đúng đúng rồi, đặc biệt là từ các góc mình có thể ra nhìn ra cái đẹp riêng của cái từng cái. rồi nó đều khác nhau đúng không? Thế thì nó Đây nằm thì để ở dưới luôn à? vâng ạ, thảm này thì có các mẫu như là 1m6, 2m, 2m2, 2m hoặc là 3m nhân 2m, thì nó tùy theo phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ. Đấy thì sẽ chọn các cái mẫu thảm À, mà đối với qua phòng quanh. khách thì để cái nào? Đối với phòng khách thì đây thì hiện tại thì em đang hết cái mẫu thảm mà 3m, 4m, thì cái mẫu thảm này thường để các cái phòng khách lớn. Đấy. Hoặc là các cái phòng khách nhỏ như các cái khu website thì có thể dùng cái thảm mà 2m nhân 3m. Đấy, phòng thờ thì sao? Phòng thờ thì dùng thường thì sẽ là cái mét Anh 6 cho em 2m. xuống cái dưới Đấy. này, Thường thảm thì này. sẽ dùng các cái thảm mét 6 2m như này, và đối với phòng thờ thì người hay dùng cái thảm màu 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 đỏ thì nó sẽ hợp với cái phòng thờ. Đấy. À, ở Thảm đây. màu trầm một chút. Ok, quý anh chị nào mà có quan tâm đến thảm nhé, phòng thờ, Vâng. ở Phòng phòng khách, khách, phòng phòng ăn, ngủ. phòng ngủ, Vâng. thì vui lòng comment bên dưới nhá. Rồi, comment bên dưới. Và bây giờ chúng ta đi tiếp tục đi xem cái đèn, tư vấn cho anh cái đèn thế nào. Cái đèn đèn phòng ngủ anh nhé. Đèn phòng ngủ. Đây đây đây, đang ở đây. Đây có rồi. Đây thì phòng ngủ thì ngoài đèn chùm thì bên em có các cái đèn táp của phòng ngủ này thì có rất là nhiều, ví dụ như là màu cái này bằng bằng sứ, bằng sứ, và đây thân thì được làm bằng sứ. Sứ. Vâng, còn trên sao thì cũng là được dệt. Wow, 24 triệu. Vâng. Ngoài Bê ra bè. thì Bê bè, bê có các cái đèn mà theo cũng bằng đồng, cái này là bằng đồng nhé, nhưng Cái mà này được là bằng sơn sơn bằng theo kiểu đồng. Pháp Lan ạ. Ngoài ra thì có những cái kiểu mà theo, nếu mà gia chủ nào theo hướng châu Âu thì có thể dùng các cái mẫu đèn như này, thì các cái phòng ngủ to Các rộng nước phương Tây đấy đại đa số là thì theo sẽ đạo có Thiên cái, Chúa. vâng, các cái mẫu đèn ngủ to này. Ngoài ra thì nếu mà có các cái thiên thần hoặc là các cái Thiên mẫu thần. thì bên em có các cái Ô, mẫu như đẹp này, quá nhỉ. thì Mẫu có mẫu các anh ngồi xuống thiên là thần đấy ạ, các thiên thần, các vị hoặc là thiên đây thần, xong các thánh thiên thần. nếu mà gia chủ nào mà có các con yêu nhỏ nhỏ thì có thể dùng các cái mẫu này, các cái thiên thần về tình yêu Tình yêu. thì rất là hợp. Đây là cái tủ này có liên quan gì không? Dạ, không ạ, Không cái đúng không? tủ Để này thì kê không. thôi. Vâng. Là cái đèn này. Đây Đèn cũng này là là mẫu đính pháp. bằng pha lê à? Vâng, trên này cũng là những cái hạt pha lê nhỏ ạ. Đồng hồ này cũng thế nhỉ? Đồng hồ cũng đều bằng giáp vàng thế à? Đồng hồ tất cả đều là Giáp vàng. bằng đồng mạ Ui, vàng. sao cái này nặng thế nhỉ? Ui, bao nhiêu cân đây? Ui, mạnh thật. Cái này là khoảng gần 10 cân ạ. 10 cân. Vâng. Cái này là bao nhiêu tiền? 19 triệu. Không ạ. Cái này thì đồng hồ thì em sẽ có một bộ. Sẽ có đầy đủ một bộ là một đồng hồ và hai cây nến đi kèm theo. Thì À, đồng vâng. hồ đi với lại hai cây nến này đồng hồ đi là với phải hai đi kèm với nhau, đi đồng kèm bộ. với nhau, đồng bộ nó là một bộ ạ. Thế thì giá trị của cái này nó đang là
89 triệu hơn 89 triệu hơn 89 triệu một chút. Còn cái này sao? Cái này thì là cái bộ decor. Anh xa ra một chút để cho khán giả xem cái nhỉ. Bộ decor có đầy đủ là đồng hồ, hai cây nến, bàn và gương ạ. Gương. Vâng. Gương kia ngựa ở trên trên tường. Tường. Thì trên đời này ai đẹp bằng em tên là gì? Người ta. Cái bộ decor này thường thì sẽ bày ở các cái hành lang hoặc là các cái sảnh. Cái sảnh mà ví dụ là ở trên tầng 2 thì các cái tòa nhà gọi là cái pantry đấy. Đấy vâng, thì sẽ bày các cái bộ đồng hồ xong decor đầy đủ bộ đồng hồ gương thì sẽ thường là có cái sảnh như thế, hoặc là các phòng khách. Nếu phòng khách thì cũng có một cái khu decor đối diện với cái bàn thì sẽ là bày một thế cái khu vực mà để cho vợ anh trang điểm ở đâu em? Cái bàn trang điểm đó có ở đâu? Thì bàn decor, còn bàn trang điểm thì bên em không làm, không có. Không có bàn trang điểm. Để con này. Thì ngoài cái chất thế liệu thế sau ngày hôm nay là bạn cho anh cái bàn trang điểm nhá anh nhá. Vâng. Thì bên em ngoài cái chất liệu mà bằng đồng thì bên em có cái bộ bàn cái ghế này thì có liên quan gì không? Dạ không ạ. Đây thì bên em còn cái mẫu đồng hồ như này thì sẽ là mạ bằng hai chất liệu. Bên kia thì sẽ là một chất liệu, nhưng cái này thì đặc biệt hơn là được mạ bằng hai chất liệu, mà hai chất liệu thì nó sẽ khó làm hơn và về kỹ thuật thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều với cái sản phẩm kia. Vì bình thường ví dụ làm một cái đồng này thì một cái đèn này thì sẽ là chất liệu chỉ là một cái đồng này thì người ta làm rất là đơn giản. Cái này sẽ là lắp cái gì? Vâng. Cái này thì đều bằng đồng bằng hết. Bằng sứ hết à? Bằng đồng. Cái này bằng đồng à? Yeah. Cảm giác giống như sứ nhỉ? Pha lan, cái sơn để thành màu pha lan. Vâng. Thì tất cả như thế này thì cũng có bàn, bàn decor đi theo của đồng hồ và gương đều là có bộ hết. Có bộ hết. Vâng. Cái bộ bàn này là riêng đặt cái riêng. Cái này là riêng ạ. Vâng, cái này là riêng ạ. Thì ví dụ như là phòng ngủ thì phòng ngủ hiên treo cái gì? Cái mẫu rất là nhẹ nhàng này cho. Vâng. Mẫu này nhẹ nhàng nó sẽ treo các cái phòng bé gái, phòng rộng khoảng 20 mét thì treo các cái mẫu đèn nhỏ nhỏ như này.